Bác hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2020, em lại tiếp tục test cái cây nước nóng lạnh Aliven Nhật Bản này trước khi giao cho bác khách hàng Sài Gòn này. Đây, cây nước mới tinh nguyên thùng các bác nhé. Đây, hàng vỏ bọc inox rất là đẹp chắc chắn, chạy toàn bộ bằng lốc để giảm nóng này. Thiết kế rất là đẹp, rất đẹp. Có đèn lấy nước ấy, có thể tắt nóng tắt lạnh. Đấy, khóa trẻ em, cài đặt nhiệt độ nóng lạnh được hết. Đấy, giá là 3,6 triệu một cây các bác nhé. Điện 100V này không bao gồm phí.